Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình và mình là Jenly Gamer. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy lại những gì đã mất hem. Tại vì trong những video lần trước mình quay hướng dẫn cái cách anh em lấy G4 Slotman đó, thì rất nhiều anh em và các bạn cũng đã comment nhẹ bên dưới: anh ơi, anh có thể lấy lại được tiền mà lúc trước G4 anh đã mua rồi, bây giờ là anh chỉ cần qua bển là lẫm lúa lại thôi. Thì nghe nghe đến tiền thì mắt sáng rỡ liền anh em, lật đật nhảy vào đây liền. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lấy lại cái số tiền đã mất hem. Tại vì lúc trước á, anh em mua G4 thì anh em mua bao nhiêu tiền thì bây giờ sẽ hoàn tiền lại cho anh em hem. Nhưng mà trước trước khi á, mình cần phải nhập một số coder cái đã anh em, để kiếm chút tiền xài chứ. Thì không biết là mấy cái coder này là mình có nhập chưa ha, tại vì giờ có nhập rồi thì cũng quên rồi anh em à. Rồi thì đây là cái coder đầu tiên nha anh em. Thì anh em cứ viết đúng chính tả cho mình hem, đúng chính tả. Viết thường thì viết thường, viết in thì sẽ viết in ha. Enter. Lấy lúa. Nó có truyền, có truyền, ngon ngon. Đây tiếp nha anh em. Đây. Không được à, không được thôi, đi cái khác. Mấy coder này như là mình nhớ lúc trước mình có nhập một số rồi đó anh em. Rồi đây mình sẽ to lên. Đấy. Anh đã nhập rồi, mình định nhập nữa. Kiếm ăn đâu phải vậy. Thiệt đau lòng quá. Định kiếm chút tiền thôi mà. Có cần phải chơi lớn vậy không? Người ta nhập rồi cho nhập nữa đi. Ô, nhập nữa, nhập rồi đó anh em. Nó để đó con, để vậy là nhập rồi ha. Vậy 20M. Thì anh em nào chưa nhập có thể nhập cùng mình ha. Sao kỳ á, sao có đợt nào nhập hết rồi vậy? Vậy thì sử dụng cái code này nha anh em. Code này mình nhớ là chưa nhập nè. Miu ma. Lẩm lúa, có chuyện, có chuyện. Anh em thấy tiền mình nhảy chưa? Đấy. Trời đất ơi. À trời đất ơi. Ơ cư. Sao mình quay game này cũng nhiều lắm mà, tại sao lại không có code mà tại lại có code anh em? Đừng lụm lúa nữa, nhập coder tới tài gaming là có tiền. Ấy, có khi nào có khi nào dám lắm mà. Kỳ á, tại sao hiện tại lại có coder mà mình lại không có coder anh em, đau lòng thì chứ. Mình cũng quay game này cũng lâu lắm rồi mà. Lạ thiệt. Lấy lúa nữa nha anh em. Anh em cứ nhập theo mình được ha. Hoặc là mình để bên dưới phần mô tả đó, hết tất cả coder thì anh em chỉ cần copy dán, copy dán, copy dán, copy dán, rất là dễ luôn ha. Nếu mà anh em nào mà làm biến. Còn anh em nào mà chịu khó mà nhắn giống mình đó thì hãy đồng hành mình cùng video này để nhắn từng chữ vậy cho hấp dẫn nha. Lậm lúa. Có tiền. Tiếp nha anh em. Đây, E A M A Tè. Lậm lúa tiếp tục. 29k. Có đờ này rất là đơn giản thôi anh em à, không có gì khó khăn. Chữ K in ha. Mình viết in thì anh em sẽ viết in nha. Mình viết thường anh em sẽ viết thường nha. Thôi mình nghĩ là anh em làm biến đó thì có thể là xuống cái phần mô tả của mình đó, kéo cho dễ ha. Ủa phải vậy đúng không ta? Mình nhớ là hình như là lúc trước mình viết cái có đờ này nó bị sai. Sai tuột tuột hết nè anh em à. Này chữ y mà, đúng rồi. Không cởi, mệt quá, không được thì thôi. Thì nếu mà có những cái coder nào mà nhập bị sai hay gì đó thì anh em thông cảm giúp mình ha. Tại vì mắt cũng hơi bị cận xíu anh em à. Nhập có khi hơi bị sai reboot nè. Sai rồi, bạn đã sai rồi, bạn định sai một lần nữa. Sao mà sao cái coder 29k like này nè, tại sao nó lại sai? Mình không hiểu. Vậy thôi à. Nó kêu là bị lỗi luôn anh em à.
để mình phải nhìn nhìn từng chữ coi. K L I K E S. Không được, thôi đủ rồi. Thôi ơi, cũng cũng gần cả M rồi anh em. Được rồi đó chứ. Ở đây 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 đây. Bây giờ đi lấy lại những gì đã mất. Bye thôi. Gì coi á? Ra lệnh cho bay nãy giờ. À quên, đang trong trạng thái ghi hai anh em quên bật cái này lên thì bay bằng đường nào? Bay bằng niềm tin nè, phải bật lên. Ừ, nó phải như vậy. Bắt đầu bây giờ mới bắt đầu vê bay nè anh em. Đâu? Cái chỗ đảo băng tuyết ở đâu? Đảo của Chopper chứ. Lo cái đầu ra đây cho mình lấy tiền. Dạo này nghèo khổ lắm, bao nhiêu tiền cũng lụm hết à. Dạo này khổ rồi. Chỗ nào nào đây? Sẵn tiện nha anh em, sẵn ổ luôn ha. Sẵn ổ thì mình chỉ anh em cái cách mà đi xuống dưới cái chỗ mà mua Gearbox Slotman đó anh em, mà không cần phải Suru vào ha. Thì ở đâu đây nè, nó có một cái lỗ rất là nhỏ anh em à. Thì anh em chỉ cần đúng cái lỗ đó và lọt ẩm xuống thôi là được. Ủa mà cái lỗ nó nằm đâu ta? Mình nhớ anh em comment đâu phía trước chánh điện này mà. Này nào đây? Ủa đó, đó Recruit hả anh em? Ở trời đất ơi. Recruit là ta? Đâu ta? Cái lỗ đó đâu nhỉ? Nhớ đâu đây nè, từ 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 từ. Để nghiên cứu lại anh em, từ từ cũng phải có lỗi kỹ thuật một tí chứ. Lật ẩm xuống nào. Đó. Anh em thấy không? Lúc trước mình cũng đã chạy thử vào đây rồi ha, thì nó phải có đường đường lên để cho mình lọt xuống đây. Đây nè, mình nhảy lên được luôn nè, anh em thấy không? Nè anh em nhớ nhớ cái vị trí nha, đây nè. Anh em cứ nhìn kỹ cho mình. Anh em lại ngay chỗ cái thằng nhận nhận nhiệm vụ đánh đánh ai đây, đã coi coi. Đây cái thằng nhận nhiệm vụ level 625 nha anh em. Rồi anh em thấy nó đây, anh em chạy thẳng lên đây ha. Rồi sau đó là mình CP9 lên. Rồi ngay đây. Ngay đây đó. Em thấy chưa đó, giáo giác xung quanh. Anh em sẽ lọt ẩm xuống ha, rất là dễ. Mình nhảy lên nè. Admin chơi cũng che giấu độc thiệt. Nhưng mà anh em chơi game đã lâu năm thì cái chuyện mà khỏi cần tìm ra cái lỗ này thì anh đây sử dụng Yoru. Ủa nhầm chứ, Soru vào cũng được. Quên. Còn mà muốn sử dụng Yoru vào đó thì phải có một cái lỗ nào đó nó bị lấp lại đó anh em. Nó bị lấp lại mình sử dụng Yoru mình chém ra. Y như là up Yoru version 2 bên Lockroot vậy, còn đây không có à. Thôi. Ở đây là mình chỉ cần lọt ẩm xuống là được em. Rồi đó, đó là cái chỗ mà anh em vào mua Gear 4 Slotman mà không cần phải mua mua Soru gì hết. Khỏi cần bỏ 50 ngàn ra mua Soru anh em. Nhưng mà mình nghĩ là Soru là một chiêu vô cùng cần thiết, nên là anh em hãy nên mua đi em. Rồi bây giờ thì đi tiếp tục anh em à. Đi qua đòi lại những gì đã mất chứ. Đây 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 đây. Ơi 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 ơi. Sao 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 không chịu bay là sao? Bay coi. Ừ nó quá. Bay qua bển mình lấy tiền lại mới được. Đâu có thể để mất trắng trợn như vậy. Lúc trước mình mua Gear 4 là nhiêu ta? Như 3 triệu đúng không anh em? Đúng rồi. Bây giờ mình nhận lại là phải có 3 triệu chín cho mình. Ờ đó cưng. Quan tiền lại quan quan 500 ngàn lỗ sặc máu vậy. Qua đây. Này ông Rayleigh kia, hãy trả tiền lại đây. Ủa chỗ này chỗ nào đây? Ủa mình bị lạc đường à. Đúng đường mà. Tại nhìn xa, nhìn xa mình tưởng đâu mình bay lộn qua cái đảo của Raikou lần hai anh em. Đâu đưa tiền đấy chứ, đâu có thể mà để mất được. Ôi 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 ôi, đáp xuống đáp xuống đáp xuống đáp xuống, có tiền tới đang đáp xuống. Ừ lộn lộn lộn, nhảy múa được các kiểu không, không phải là một cái màn mà múa nhẹ vậy là trừ trừ đi tiền đâu không, không ai mà rảnh ở đây xem múa đâu. Đâu đưa tiền đây, móc xỉa. Thì ổng đây ổng nói là lúc trước rồi mình mua Gear 4 và bây giờ là Gear 4 đã bị bỏ đi, nên là ổng có nghĩa vụ là sẽ hoàn tiền lại cho mình. Rồi hoàn tiền lại anh lẩm mà nhiêu đây, đúng 3 triệu không? Gì cây á? Ê ê,
Tiền đâu chú em? Bấm đồng ý rồi sao không có đồng đồng ngàn cắt tạc đâu hết vậy? Sao y chang rồi hả? Ông hoàn tiền lại kiểu này chắc chết rồi. Ủa phải ông nội nào anh em? Anh em kêu là ông nội này nè, bên đảo Rum Chopper. Ở đây chứ chỗ nào nữa. Mà công nhận cũng đập phải em. Cái thầy này trước là Rayleigh trốn dưới nước, không ai mà bán buôn mà lặn dưới nước trốn cực khổ như là mấy cha nội này hết. Ủa sao sao giờ mình không có động cắt nào là sao hả? Tức quá mà bấm bê bỏ nè. Rồi đưa đưa tiền lại đi em đâu có xài ghi 4 slash man gì đâu anh. Anh nhiệm vụ trả lại chút tiền mua trái quỷ chứ, dạo này khổ lắm làm biết. Kêu trả tiền đứng lộn hoài làm như tùy thiện vậy trời. Ôi trời đất ơi, đất ơi, đang giận mặt còn cừ điểu mình nữa chứ. Anh em thấy cái mặt cừ điểu không? Trả tiền đây ông nội. Ai, hình như á, rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt thì phải. Đừng có chọc đây nổi điên lên nha, tiền đâu? Qua đây đòi lại cả vốn lẫn lời cả lãi nữa là đâu hết rồi. Trời ơi xài không được luôn anh em à. Trời ơi, tiền đâu? Được lắm, đưa tiền đây. Trời ơi là trời, ốm ăn mình không nổi. Trời tức quá. Thôi nha, thấy chú em lộn từ nãy giờ nó khổ sở quá anh cho đó. Khổ quá mà, lấy tiền không được. Chứ bây giờ lấy không được nữa là nói sao anh em? Mình phải làm câu nào đó để cho mình chảnh chọe lên chứ. Thấy chú em đứng lộn giữa trời tiết rơi lạnh giá hay vậy cho tiền á, cho tiền giữ thuốc men rồi các kiểu. Trời chopper đây hả trời. Coi coi. Cực. Đội mũ chopper. Nói chung á là admin sửa mấy nhân vật này lại cũng đúng anh em, tại vì á nó bị dính bản quyền trong phim á. Nên là cũng khổ cho họ ha, thì cũng mong anh em thông cảm ha, anh em chơi game thông cảm cho họ. Còn ngày nào đây? Ủa? Cái thằng này là thằng vua bên đảo Rum á hả? Mày đạn thì chứ nhìn mặt đúng ngu luôn. Mày vua đảo Rum, vua đảo Rum, vua đảo Rum. Tàn đời liền. Thôi đi kiếm trái quỷ mua anh em à. Thiệt chứ, không có tiền mà người ta tới nhà đòi nợ mình đứng nó lộn như tùy thiên, nó không trả một đồng. Có cục tức nào mà anh em nuốt không trôi như cục tức này không? Đã chủ nợ đi tới nhà đòi tiền luôn, không đưa tiền là không đưa tiền. Ít ra đó thì cũng đưa tầm triệu thôi. Lúc trước ta mua 3 triệu đúng không anh em? Thì bây giờ đưa 1 triệu thôi thì ta cũng an ủi ta đi về. Không đưa luôn, nó đứng lộn như tùy thiên. Làm như là mấy con khỉ ăn trúng ớt cái gì á. Mỗi lần đòi tiền cái lộn nhảy một cái. Giỏi như vậy em đi học ba khua đi. Bắt cua với người ta. Đứng nhảy chi chỗ Sento có vòng vậy. Thiệt học máu chứ. Thôi bây giờ đi về Tân Thủ kiếm trái quỷ nào rẻ rẻ xình xình mua anh em à. Dạo này khổ đi đòi nợ không được, chắc là phải cắm đầu cắm cổ đi farm vài pha nữa quá. Đó, tới nơi rồi nha. Xem nào, chỗ bán trái quỷ. Bay thẳng vô luôn chứ. Tôi kẹt rồi, kẹt cái ngực rồi. Tập tạ quá kẹt rồi. Lên. Đù gà với ai thèm làm vụ đù gà nữa. Nhỏ này hổm cũng trốn trà chài cũng dữ lắm. Sao giờ yên chỗ rồi? Trái nào ta? Nghe anh em nói có mấy trái quỷ được thay đổi chiêu thức á, trái này thay đổi không anh em? Trái này nhiêu đây? 1 triệu hả? Đợi mình tưởng 100 triệu hết cả hồn. Giật cả, ồ bỏ đi. Mình đọc cái nữa là đọc gì nữa đó. Trái này
Cái này nghe anh em đã thay đổi nè, để coi coi thay đổi mấy, thay đổi trái nào ta. Trái này. Từ từ. Rồi trái hy ơi nè. Rồi trái cát nè, trái Phật tổ nè, trái Rumble, trái Magu, trái Venom sửa đam lại. Rồi trái Dragon cũng được thay đổi luôn. Trái Dragon này nói thiệt anh em hả? Từ cái lúc mà mình ít quay game này lại, mình chưa bao giờ mình được ăn, được đụng đến cái trái Dragon này luôn á. Chắc vài bữa rảnh rang farm ăn biến thành rồng bay thử. Cái đùi gà đấy ngon quá lẫm liền. Rồi xong, tiền khô cháy túi à. Thì có bảng xếp hạng đây nữa hả? Xếp hạng gì đây hả? Xếp hạng bounty. Có mình trên đây đó anh em à. Tại mình lướt qua nhanh anh em không thấy á. Reset tin 8 phút nữa sẽ cập nhật bảng xếp hạng mới của mình trên đây nè. Anh em thấy hạng 1 không? Ở trên nữa là hạng 0. Hạng không là Trendly Gamer á. Tại nào không thấy thôi. Cái hạng không. Nói chung á là mình đứng nhất, là không có ai nào đứng đứng thứ hai được hết. Mình đứng số 0 là không ai nào, ai thế nào đứng số 1 được hết á. Mà sao giờ đứng đứng từ số 1 cho đến số 100 thì ấn Thôi đi. Vòng vòng vòng. Tốt nhất chúng ta nên tuồn đi thôi. Không biết là ở đây làm gì nữa. Đi qua bữa bữa, bữa rau trắng cái nghỉ nha anh em. Rồi gồng lên, gồng lên, gồng lử mẹ sang chảnh. Ui 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 no 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 no. Làm bộ thôi, bay liền chứ. Trời mình chơi hổm giờ chưa lên 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 cấp rồi anh em ơi. Còn 1737. Rồi số đẹp mà anh em. Biết lúc trước mình để 1717 là thiệt nó đẹp, cũng đẹp như trong mơ luôn à. Nhìn có lên 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 1737 chỉ xấu quá. Ủa tổng bộ hải quân đâu trời? Mấy này chơi ăn dẹp rồi, dẹp cái tổng bộ đâu luôn rồi. Thôi bay đại đi ha anh em. Qua chỗ nào đánh chỗ đó nữa, cũng quay trở về chỗ của Raikudai, qua đây ngậm cát hay làm gì bên đây. Đây cô đai giờ tuổi đấm một phát một là coi như là ăn ăn hành tím mặt nó một phát một thì mình hơi hơi dạng mà chảnh quá hết chiêu. Bay thẳng qua bên kia đi, cái đảo này yêu cầu cấp 525 farm mà giờ ngàn mấy rồi farm gì đó nữa. Đây là qua đây không thấy có để CCC mà không thấy quái 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 vật biển nào lên hết rồi. Thấy con nào à? Đâu? Lúc đầu thử con rùa khổng lồ coi thử cái coi. Hay là mực ấm gì lên à, cầm quấn quấn mình lôi xuống thử cái coi. Coi thử cái coi quái vật biển trong game này mạnh cỡ nào. Trong đây có quái vật biển mực bự lắm á anh em. Mực mực chà bá lửa luôn. Tại anh em không biết thôi, mình phát hiện à. Mình che giấu rồi không có cho anh em biết được. Cái con quái vật biển đó mỗi lần mà mình quýnh chết nó đó mình được tăng 2000 đam. Anh em thấy chắc chơi chưa? Nên là mình phải giấu, phải ém ăn mình chứ đâu cho anh em biết được để anh em lên. Ôi. Ấy thằng Moria đây hả? Vãi thiệt. Không. Mà lúc trước cái game này làm cái thằng Moria giống thiệt anh em à. Mình chưa gọi thử con ót đó, coi thử cái như thế nào đó nha. À 1600 nha. Nhận đánh được Moria rồi anh em à. Có farm đè đầu, farm bên đây ha. Đây nè. Mua gà, rống. Nhiều. Nữa nè, chiêu hầu nè, trời ơi, cái chiêu này hầu nhanh thì anh em. Đúng trái quỷ này farm cũng chuẩn lắm nha. Nó có được chút tiền. Gặp hiện tại như mình có thứ hai đúng không anh em? Đúng rồi, mình mua thứ hai lúc trước nè. Để coi coi, mình nhận cái vụ được nhiêu tiền. À, được... Trời 140.000 bê ly anh em ngon hả? Rồi X2 lên nữa 280.000 bê ly. Kinh nghiệm 178.750. X2 lên cái thôi, khỏi cộng đi. Mấy con số lẻ lẻ cộng nhức đầu lắm. Cộng nó.
đứng sát vô đấm đấm mới nhíu. Mày làm gì vậy? Mày bay cái trò chơi gì vậy? Nè, nhíu nhíu chết liền. Đâu á, có tiền liền chứ. Thôi được rồi anh em, coi như là video ngày hôm nay thì không có làm gì nhiều, chủ yếu là đi đòi nợ hem, rồi sau đó là chỉ anh em cái cách mà không cần phải showroom mà anh em vẫn có thể lấy được Gear 4 Slashman, hay đúng hơn là mua. Nó lấy cũng không đúng nữa anh em à. Đó, thì anh em cứ đến đúng ngay vị trí đó, có đủ tiền. Và còn cái nữa nha anh em, level 1000. Tại vì những video trước mình đăng á, thì cũng quên cái vụ đó nữa ha, không nói anh em. Nên là rất nhiều anh em dưới cấp 1000, anh em cứ vào kêu ủa anh sao mà em làm nhiệm vụ cũng giống như anh luôn mà em lụm không được. Là em chưa đủ cấp đó em, nên là em lấy không có được ha. Thì cũng mong mấy bạn đó thông cảm cho mình. Tại vì lúc đó thì quay gấp quá anh em à, nên là cũng quên cái vụ đó nữa. Đính chính lại là anh em cần level 1000 và anh em sẽ đi nhận cái nhiệm vụ giống như video hướng dẫn của mình, để anh em có thể lấy được Gear 4 Slashman ha. Rồi, cũng cảm ơn anh em và bạn đã bỏ một ít thời gian ra để theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của tựa game King Big nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.